Mày cái đèn bật đường nào? Dạ. Đèn này nè. Thì buổi chiều ngày hôm nay thì bác ba cũng chuẩn bị nấu cơm ăn. Mà chiều ngày hôm nay thì ăn khô chiên. Thì không có canh luôn hả? Dạ không có. Ngày hôm qua mình ăn cơm với cái gì? Dạ. Mà hôm qua mình ăn cơm với cái gì? Qua thì em mua mấy thịt ngan kho đó. Rồi mình ăn cơm với khô hả? Ừ, ăn cơm với khô, còn mấy thịt nữa kìa. Em bỏ mình coi hết rồi. Khô này hôm qua mình đi mua ở ngoài chị ở ngoài kia bán. Dạ. Mới có chiên thôi mà thơm quá trời quá đất. Anh bỏ đây nữa đừng gãy cỏ hay sao? Khô kinh. Bên kia người ta trồng gãy quá trời quá đất luôn rồi kìa. Ông em này trồng ớt còn ông anh là trồng khổ qua hả? Liếm mà thơm không? Dạ. Thơm không? Không, thơm hơn bò. Nói vậy chứ con bò nó ăn cỏ chứ không phải là thật sự là nó cái miệng nó thơm nha, nó quắc à nha. Cái mũi hấp lại đó hả? Dạ. Như đây hai chồng sẽ ăn hết. Cơm nhiều. À, bữa nay buổi chiều phải ăn cơm mà không có canh luôn, ăn với khô là phải có canh. Ăn cơm anh ha. Ăn đi anh. Ăn cơm ha. Em mời cô chú anh chị ăn cơm em khô đù đù. Em xin mời các cô chú anh chị ăn cơm nha em nào. Bữa nay em ăn cơm với khô chiên. Cơm nha anh trai. Ăn đi. Ăn được chén. Ăn cơm với khô là phải có canh chứ còn không có canh sao mà ăn nổi. Ăn cơm với cô mà ăn với canh nó ngon lắm, canh mớp với canh gì nó ngon lắm. Sao phải ăn vậy chứ tối cũng phải ăn mì nữa đó, nó bụng đó. Ăn sớm hả vậy đó. Vậy là hôm qua ăn cơm với thịt hả? Cô là ăn với gì không? Ăn phải. Anh bẻ nước dừa anh cha cũng ngon gì nào đúng rồi, nước dừa ăn cơm nước khô rồi còn gì bằng. Dạ.
ăn cơm với khô là phải có canh, canh mớp hay là nước dừa gì đó. À, đất đó ổng mướn hả? Ngon anh. À, hôm mà anh ăn em thấy thèm quá trời quá đất luôn vậy. Nha, chứ lâu lâu mà ăn cơm đổi bữa ăn với khô cũng ngon lắm, chứ còn ăn thịt hoài cũng ngán. Rồi bữa nay làm biến đi kiếm rau hay sao? Em bảo mấy đọc không muốn hả? Nó thôi ăn qua đi cầu rồi thôi điểm luộc. Mình hôm qua là luộc ăn xong rồi đi cầu tiếp hả? Dạ, mà em luộc luôn. Ăn nó muốn được gì á. Bụng nó không tiêu. Mình nói không cục dò giao đội cho tôi nha. Không phải cái này ở bên Viettel Post giao mà. Cho đại biết cùng họ gửi đồ. Nãy tôi nói đó. Tại vì mấy đợt trước cô gọi cô nói cô gửi đồ về. Tại tại mình đón vậy đó. Mấy bữa trước thì cũng có nhân viên gọi điện cho em để xin cái địa chỉ. Mấy cô này mà anh hái trái dừa anh chặt ra, anh lấy nước với cái anh ăn cơm coi, hết cái nồi cơm luôn. Nó ngọt ngọt mặn mặn, ăn rất là ngon. Giờ tới giờ ăn còn gì nữa. Ăn cái gà trái hết nổi luôn hả? Thôi điện kêu cho ba cộng một tiếng thẳng đi. Chứ em trụng về ăn với bà Diệp thì trụng nó tới không ba tiếng chín luôn. Là bà kiếm mình muối rồi mắc trụng lại nữa hả? Ăn nó trụng cho lại là ăn trộn. Trụng lại cho nó ra bớt cái nước mặn nữa hả? Gạt nữa. Ai đây? Bộ không? Hôm nay các anh lấy dẻ. Ngồi thiệt. Bây giờ bỏ con bò luôn hả? Rồi, ăn cơm không? Hồi nắm đất nó về rồi. Anh lấy thịt tôm với anh thì không thịt tôm. Anh không coi đồng hồ gì nữa, em nói có 7 giờ mấy nè. Ngồi đó thôi, về em ơi, về em. Vậy nó làm gì, hối gì. Mày gấp mày về, về làm gì, về chơi, đi chơi hay chứ làm gì. Mà lúc mà em có đi đâu. Nhà thờ cũng về. Nghe cô vô chừng cái chân. Khô này ra hả? Chân nước cốt dừa hả? Ngon không? Đây là có thấy. Nói là nó không ở không. Sáng nó nấu cơm rồi chứ trời. Mình thấy bác ba ăn cơm với khô mình thèm luôn. Mình quay phim mình thèm chảy nước miếng luôn.
nghe gầu gầu luôn. Kêu ăn cơm muốn ăn mà thèm hả? Chị năm chị sáu nào? Chị năm chị sáu nữa. Bà làm tí có bà làm tí có mấy nhà trồng những đò bà làm để về em nghe đò nhãn ký nhiều em nghe bà nói là tí có mấy nhà nữa thôi mai ông chịu á hả? Thắng đi chở trái cây mà cây lỡ gì đám bên gì đám không có gì á xong rồi đó anh ăn hết vậy rồi còn cơm nhóc hết trơn rồi làm sao mà ăn hết sáng như gà ăn hả sáng ăn gan lại gan lại hả ăn gan lại ăn xem nghỉ nắng